chào tất cả quý cô. Phương thì đã đồng hành với Mega Fashion được 2 năm rồi. Và phải nói là mang đến rất là nhiều những cái mẫu váy cũng như là review cho mọi người. Đa phần thì đều nhận được những phản hồi rất tích cực khi mọi người nhận được hàng. Mọi người đều khen là đồ ở bên ngoài đẹp hơn trên video đó. Và ngày hôm nay thì Phương lại lên một cái mẫu mà Phương nghĩ rằng là chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn là mọi người xem video luôn. Em này thì là một cái em dành cho các quý cô này đó. Nhìn rất là sang chảnh, rất là quý phái. Một mẫu váy suông. Và em này thì sẽ có hai lớp mọi người nhớ. Ở bên trong có một lớp 2 dây và bên ngoài là một cái lớp váy như thế này. Đều rất là đẹp và rất là dày dặn. Chất liệu là chất liệu lụa tuyên cao cấp. Điểm nhấn của em này thì như mọi người nhìn thấy là nó có một cái phần thêu, một cái phần thêu may rất là cầu kỳ ở phía dưới chân váy nhá. Đây cả nhà thấy chưa? Đó, cực kỳ xịn sò luôn. Ở đằng sau này cũng có một cái phần thêu luôn. Sẽ show cho mọi người xem kỹ hơn nhá. Đây, mọi người thấy chưa? Đây là khi mà chưa có cái lớp mà chưa mặc cái lớp bên trong ấy, thì cái lớp bên ngoài nó sẽ là như thế này này. Đó, nó sẽ là một cái phần thêu cực kỳ cầu kỳ và phía dưới là lưới như thế này. Còn nếu mà mình có một cái lớp bên trong thì sẽ như Phương là mặc thì nó sẽ nhìn nó kín đáo hơn và nhìn nó như 3D ấy. Rất là xinh. Và về chất liệu lụa tuyên cao cấp thì mọi người không bao giờ phải bàn cãi khi mà mua ở Mega Fashion rồi. Nó vô cùng xịn sò. Chất vải này thì kiểu sờ vào thôi là mọi người đã mê mẩn rồi. Ở trong fanpage của Mega Fashion thì còn rất là nhiều những mẫu váy xinh khác. Mọi người có thể truy cập vào fanpage để có thể xem thêm nhiều những mẫu váy khác nhá.